Kính thưa quý khán thính giả, một lần nữa chúng tôi xin đón chào quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe và đời sống của đài VNTV. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta có một người khách quý đến với chương trình của chúng ta, đó là bác sĩ Lưu Quốc Bảo. Chúng tôi được quen bác sĩ Bảo cũng khá lâu ở trên mạng Facebook. Và một điều rất là lý thú là tôi khám phá ra là bác sĩ Bảo và chúng tôi là người đồng hương, cũng là dân Đà Nẵng và cũng là dân San Diego cả. Vì thế lần này chúng tôi sẽ mời bác sĩ Bảo lên để chúng ta nói chuyện về một cái đề tài. Thưa bác sĩ Bảo, hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài gì thưa bác sĩ? Hôm nay bác sĩ Minh sẽ nói chuyện về tim vỡ. Yeah. Thưa quý vị, đúng trong cái cuộc đời của chúng ta nghe rất nhiều chuyện có vẻ rất là lý thú, như là một cái giai thoại, nghĩa là chúng ta nghe những cái bài thơ hay là những bài nhạc, lúc nào người ta cũng nói là tim vỡ. Điều đó có khi chúng ta nghĩ là nó không có thể, nó có vẻ giống là văn chương, đúng phải không bác sĩ Bảo? Nhưng mà gần đây tôi được nghe là có một cái trường hợp mà người ta đăng trên báo New England Journal of Medicine, mà nói là về một cái trường hợp của người phụ nữ, bà ta bị vỡ tim khi mà con chó yêu quý của bà ta nó qua đời. Thưa bác sĩ Bảo, xin bác sĩ Bảo nói thêm về cái chi tiết về cái trường hợp này ạ. Dạ, cái này là một cái case mà tiếng Anh người ta gọi là Takotsubo Cardiomyopathy. Thực ra cái bệnh này được hai bác sĩ Nhật Sato, Taiichi kể ra từ năm 1990. Lúc đó hai ông đó viết một cái case series là một cái có 5 cái case như vậy. Khi cái bệnh nhân đó vào trong bệnh viện, một người bệnh bị bệnh này vô trong bệnh viện đó, thì lúc đầu người ta tưởng là người ta bị heart attack, nghĩa là bị nghẽn mà động mạch của coronary, của trái tim. Tất cả những cái khi mình nghiên cứu đó, cái EKG nó cũng có giống như là bị heart attack. Thử máu thì cũng có troponin và CK nó lên giống như là bị heart attack như vậy. Nhưng mà khi người ta soi, người ta cath đó, người soi động mạch của tim á, thì thấy là không có một cái động mạch tim nào nó bị nghẽn hết. Mà cái đặc biệt á là khi người ta soi cái tim bằng ultrasound, nghĩa là echocardiogram đó, thì cái tim của bệnh nhân nó phồng lên ở phía sau, nó gọi là apical dilatation, nó phồng lên mà nó giống như cái hình của một cái rọ mà người Nhật dùng để mà bắt con bạch tuộc là octopus trap. Cho nên cái tên Takotsubo là đặt ra là tại vì cái hình của cái tim nó giống như cái trap của bắt con octopus đó, nên cái Takotsubo nghĩa là octopus trap. Interesting là tôi có coi một cái hình ở trên báo New England Journal of Medicine, thì cho thấy là tôi thấy là nó giống như là một cái nùi giải, cái khăn ướt mà người ta vắt ra. Quý vị tưởng tượng khi mà hồi xưa mình hay lau nhà đó, rồi mình vắt cái đồ lau nhà như vậy nó như thế nào. Nhưng mà tôi rất là ngạc nhiên khi nói chuyện với bác sĩ Bảo. Bác sĩ Bảo nói là nguồn gốc của cái tên Takotsubo thực sự nó lại có nghĩa là nó từ là cái rọ bắt cá, bắt tuộc, phải không ạ? Được một điều rất là thú vị, tức là quý vị sẽ thấy là nó hình như là một con mực như vậy, nó không còn là một trái tim nữa, một hình thù trái tim bình thường nữa. Khi từ năm 1990, khi hai ông bác sĩ Nhật viết cái case series đó rồi đó, thì người ta, những cái bác sĩ khác chuyên khoa về tim đó, người ta tìm thấy có rất nhiều người bị như vậy. Có nghĩa là cỡ chừng 1-2% những bệnh nhân mà vô bệnh viện mà lúc đầu mình nghi ngờ là bị heart attack đó, là bị đứng tim đó, đau tim đó, thì thực ra là 1-2% đó là bị Takotsubo Cardiomyopathy, nghĩa là bị vỡ tim, những cái chuyện mình nói như hôm nay. Khi mà người ta tìm hiểu được á, thì cỡ chừng 1/3 cái số bệnh nhân đó người ta bị stress, về nó gọi là physical stress, nghĩa là có thể là bị trauma, Có thể là bị bệnh gì đó, nó bị nhiễm trùng. Một phần ba nữa thì hoàn toàn không có cái physical stress mà có cái emotional stress. Có nghĩa là có thể là những người đó bị đau buồn như cái chuyện anh vừa nói là bà đó, con chó của bà bị chết, hay là thất tình chẳng hạn, thì 1/3 người là bị như vậy. Thưa bác sĩ Bảo, theo tôi được biết thì là ở Mỹ năm vừa rồi cái trường hợp mà vỡ tim như vậy nó không phải là hiếm. Người ta cho biết là vào khoảng từ 15 tới 18.000 ca như vậy, tức là rất là nhiều, chứ không phải ít. Thành ra thưa bác sĩ Bảo thì nó khác với lại cái việc mà gọi là nghẽn vành tim như thế nào? Nó khác hai cái quan trọng. Thứ nhất là khi mà mình thử nghiệm á, mình tìm ra thì cái tim mà cái chỗ mà bị nghẽn mạch máu tim á, thì thường cái chỗ cái vành của tim nó chỗ đó nó gọi là hypokinesis, là nó không có đập mạnh được. Còn khi mà về Takotsubo Cardiomyopathy á, thì nó nguyên cái apical là cái segment ở phía dưới cái đầu của cái tim nó lại nó nở ra, nở ra, và phía trên đó thì nó lại bị nghẽn lại. Cho nên cái quan trọng á là tại vì cách cứu chữa hai cái khác nhau. Khi mà mình bị nghẽn động mạch máu của coronary, của bệnh tim đó, thì cái quan trọng nhất là mình phải mở cái mạch máu đó ra. Còn khi mà mình cardiomyopathy á thì lại cái kiểu chữa lại khác hoàn toàn. Thế vậy thì theo tôi cũng xin góp ý đó là khác với cái kia, phát với trường hợp mà gọi là nghẽn mạch máu vành tim đó, gọi là coronary artery đó, thì là mình tìm cách mình soi tim, tức là soi động mạch, thông động mạch. Nhưng mà trong trường hợp này đó là nó vì ảnh hưởng ở những cái stress hormone như là cortisol hay là adrenaline này nọ. Thì những cái hormone đó nó làm cho cái gọi là cái những cái bắp thịt tim nó bị tê liệt, cho nên nó nhão ra, nói thẳng là nó bị nhão ra, cho nên đó là tại sao nó bèo nhèo, nó giống như là con bạch tuộc vậy, hay là giống như là miếng vải rách vậy. Thành ra cái chữa trị nó sẽ khác, thưa anh, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cái quan trọng á là khi cái Takotsubo Cardiomyopathy á, mình có hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất á, nếu như mà cái phần phía trên đó nó gọi là left ventricular outflow tract, nghĩa là cái phần mà máu nó được đưa ra khỏi cái tim ra ngoài, mà nếu bị nghẽn đó thì mình chữa kiểu khác. Mà nếu như cái chỗ đó không có bị nghẽn nhưng mà chỉ có cái nhão ở phía sau thôi đó thì mình chữa kiểu khác. Khi mà không có bị outflow tract obstruction đó, thì cái quan trọng là mình support, là nghĩa là có thể là phải xài inotrope, ví dụ như dobutamine hay là những cái thuốc khác để cho cái tim nó vẫn đập mạnh chút xíu, cho nhiều outflow ra. Khi mà cái outflow tract mà bị nghẽn đó thì nếu mình xài dobutamine lại thì khi mình đập mạnh mà phía trên bị nghẽn thì lại không có máu ra nữa, càng nguy hiểm hơn nữa. Thì khi đó thì mình phải xài một cái khác, người ta gọi là intra-aortic balloon pump, nghĩa là mình phải bỏ một ống từ dưới động mạch dưới chân, dưới háng lên trên ngay trên này luôn. Khi mà cái tim nó đập á, thì cái pump nó nhập xuống để cho nó kéo máu ra ngoài khỏi cái tim. Mà khi mà tim ngừng đó thì nó lại inflate lên để máu nó truyền vô một coronary. Tức là nó cần sự hỗ trợ về cái mechanical nữa. Mechanical nữa. Nhưng mà như vậy thì khi nào thì người ta sử dụng beta blocker với lại là ACE inhibitor? Khi beta blocker thì khi tim nó recover trở lại, nghĩa là nó đập mạnh bắt đầu trở lại rồi. Khi mà bắt đầu cái outflow tract nó không có critical quá thì mình có thể xài beta blocker lại để cho nó, khi mình xài thuốc như ví dụ như neosynephrine cho cái động mạch ở bên ngoài mình nó co lại, đem cái áp huyết lên. Khi mình áp huyết lên rồi thì mình xài beta blocker để cho cái tim nó chậm lại và cái outflow tract nó mở ra. Okay, that's interesting. Là khi mà mình nói chuyện với những người expert như vậy thì thưa anh, những cái trong trường hợp như cái bà mà bà bị vỡ tim như vậy đó, thì cái gọi là cái khả năng mà cứu chữa lành khỏi thì như thế nào thưa anh? Dạ, cái bây giờ lúc ban đầu khi mà người ta chưa biết nhiều về Takotsubo Cardiomyopathy thì có thể khó mà chữa được, nhưng bây giờ thì cái chuyện này nó rất là nhiều người biết được rồi. Những cái chuyên khoa về tim ai cũng biết cái chuyện này, cho nên cỡ chừng chỉ có 1 cho tới 4% người bị cái bệnh như vậy lại là phải qua đời trong khi ở trong bệnh viện. Cho nên rất là hữu hiệu, người ta cứu chữa rất là dễ dàng, là đem vào. Thứ nhất là phải vô intensive care unit, thì support về truyền serum, có thể là phải vô ventilator, nhưng mà thường thường người ta support một hai ngày ấy, thì phần đông về những người cái bệnh nhân như vậy cái tim nó lại hồi hấp trở lại. Thì cũng là một điều đáng mừng. Như vậy thì thưa bác sĩ Bảo có lời khuyên gì để mà tránh cái tình trạng vỡ tim, hay là có những cái gọi là dấu hiệu gì mà khi mà cần phải quan tâm? Dạ, riêng về cái Takotsubo Cardiomyopathy thì mình không cách gì mà mình tránh được. Vì những cái chuyện đó thường xảy ra khi mình quá xúc động hoặc là có cái stress gì quá lớn, cho nên mình không cách gì mình tránh được mấy chuyện đó. Nhưng mà ngoài ra general thì mình khuyên khán giả để ý nhiều khi như mình khó thở hoặc là tức ngực, thì không nên bỏ qua, mình phải đi khám liền, có thể phải đi emergency room liền. Thì cái đó có thể là bị nghẽn động mạch, mà cũng có thể bị vỡ tim. Thực sự thì theo tôi nghĩ là bác sĩ Bảo còn nói thiếu một điều, đó là trong trường hợp này thôi, theo tôi nghĩ là tránh nên đừng để người yêu của mình bị vỡ tim là cái điều quan trọng nhất, đúng không? Với những người mà tài hoa và đẹp trai như bác sĩ Bảo thì là, nhất là bác sĩ Bảo đã có gia đình và có vợ con rồi, thì chúng ta cũng nên làm vỡ tim, nhất là tim của vợ, đúng không bác sĩ Bảo? Thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu lại, đó là bác sĩ Lưu Quốc Bảo, là bác sĩ chuyên khoa về phổi, tức là những trường hợp mà gọi là khó khăn về phổi, tức là anh tốt nghiệp Medical School ở New York và anh đã làm residency về nội khoa, tức là bác sĩ nội trú nội khoa ở UCSD, và là về gọi là hậu chuyên khoa về phổi và những trường hợp gọi là đặc biệt ở trong intensive care unit đó, thì đó là chuyên khoa của bác sĩ Bảo. Tuy là chuyên về phổi, nhưng mà thực sự phổi và tim là hai cái gọi là cơ quan nó gắn liền với nhau, thành ra chúng tôi không ngạc nhiên là bác sĩ Bảo biết rất nhiều về tim mạch. Chúng ta hy vọng lần tới chúng ta sẽ có bác sĩ Bảo trở lại với những cái đề tài khác về tim và phổi, và nhất là chúng ta hy vọng là sẽ có sự cộng tác của một bác sĩ khác rất là nổi tiếng trong cộng đồng của chúng ta, đó là bác sĩ Nguyễn Thành Trí, sẽ lên nói chuyện với chúng ta, hội luận về những đề tài về tim và phổi. Và xa hơn nữa, chúng tôi hy vọng là chúng tôi có thể mời được tất cả những bác sĩ trẻ ở trong cộng đồng để mà lên đây cùng chúng ta hội luận. Thực sự ra, tôi xin mở ngoặt một chút xíu, cách đây 30 năm khi chúng tôi tới San Diego cùng khoảng thời gian với bác sĩ Nguyễn Thành Trí, thì lúc đó bác sĩ Trí, gần đây cách đây khoảng chừng vài năm, bác sĩ Trí gặp tôi nói thôi tụi mình già hết trơn rồi. Là vì chúng tôi nhớ là khi chúng tôi tới đây thì có những bác sĩ như bác sĩ Trần Văn Khang, bác sĩ Trần Duy Tôn, hay là bác sĩ Thụ, thì tất cả những người đó là thuộc loại cha chú hoặc là anh chị của chúng tôi. Bây giờ khi mà tôi gặp những người bác sĩ trẻ thì tôi nói ôi trời ơi, bây giờ mình lại lên hàng anh chị và cha chú rồi. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là một điều chúng tôi rất là vui mừng là trong cộng đồng chúng ta luôn luôn có những cái người gọi là đi tiên phong về cái vấn đề mà chăm lo sức khỏe của đồng bào của chúng ta. Tới đây chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Lưu Quốc Bảo một lần nữa, và hy vọng là bác sĩ Bảo sẽ lại với chương trình Sức khỏe và đời sống của chương trình VNTV trong tương lai. Cảm ơn anh Minh và cảm ơn đài truyền hình VNTV đã mời em đến và đàm luận bữa về vỡ tim hôm nay. Mà nhất là đừng có để làm cho tim vợ bị vỡ. Okay? Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, cảm ơn.